Con trái vàng đúng không? Từ 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 từ. Trời ơi. Ô, xin chúc mừng. Ú chà. Từ từ nha, từ từ nha. Đừng cầm dây. Ôi, hay quá, chúc mừng em. Đu má, chép vàng khủng luôn rồi ơi. Cùng mời đầu tiên luôn hả? Mệt đi rồi, sao bây giờ? Lội cái vợt nó vợt vợt nhỏ quá. Mày bỏ cái vợt xuống dưới nước đi. Nó nhìn thấy. Đừng làm mất nha mấy đứa. Đó, thầy cắm đầu xuống đi, cắm đầu cái vợt xuống đi. Đó. Đó, xỏ vô. Ôi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Ôi, đủ má chép này. Chép này cũng phải 5 kg à. Lô. Trời ơi, cái lục quả nó trứng không. Trời ơi. Chúa ơi, đồ. Mày hơn chút độc đắc luôn rồi. Lượng mất luôn rồi nè. Coi nè. Rồi đâu. Trời ơi. Cắt ký trứng ở trong á. Trời ơi trời. Bay đúng cá này. Mày. Cho em xin. Đóng mấy lưỡi à? Đóng quá mấy lưỡi à? 20 lưỡi luôn hả? Hổ mất sao? Hết cái là bự rồi. Trời ơi trời, chép nè. Các bạn ơi. Nó bị giật chân. 4 5 kg á. Má nó cầm theo điện thoại. Bằng nhớ. Bỏ vô đi. Cái này sao vừa? Được mà, được mà. Không, em bỏ cái đó xuống dưới. Trời ơi cái miệng nó kìa. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên coi. Bỏ tôi quay luôn coi. Đó bỡ ngang vậy đó. Con này cũng phải 5 kg. Bốn cái mấy 5 kg á. Lần đầu tiên luôn á. Con má nó giăng lưới xong dính ta. Ôi giời ơi, con này mấy ký? 5 kg á. Ừ, cầm nước ơi. Vừa đâu. Mấy này trúng số giải hôm nay luôn. Ngày hôm nay luôn nó đập rồi đó. Có về rồi đó.